là báo nói, chỉ là phân loại hình thái tiếp nhận, nghĩa là đối tượng tiếp nhận theo kênh nghe chứ không phải qua kênh nhìn như báo hình, báo viết. Sự phân loại như thế là chí lý, vì điều đó như một ước lệ rằng mọi con chữ viết ra sẽ chỉ dùng để mà nghe, không hơn, không kém. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng của một vùng biển phong nhà đài giữa đại dương. Chúng mình có thể thay đổi giọng nói của mình chuẩn hơn, và chính những anh
ta rất là nhiều, đúng không Tiên Anh? Đúng đó. Và đó cũng chính là bước đào tạo, bước học cuối cùng trong phương pháp đào tạo sâu cánh sao của chị Hà Hoài Hương, phương pháp học teaching. Có nghĩa là khi bạn có khả năng truyền đạt, hướng dẫn những kỹ năng, kiến thức của mình đã có, thì cũng chính là khi các bạn đang ôn lại những kỹ năng, kiến thức của mình. Như Quân và các bạn đã biết, thì 3 buổi học về giọng nói trên lớp không thể để thay đổi được giọng nói chuẩn. 3 buổi chỉ đủ để cho chúng ta những kiến thức và phương pháp đúng. Để có được giọng nói chuẩn, chúng ta cần phải có thời gian để tập sự theo sát và hỗ trợ từ các anh chị trợ giảng. Bây giờ thì Thục Quân và Kim Anh mong muốn được giới thiệu đội ngũ trợ giảng của chúng mình. Và năm anh chị trợ giảng đầu tiên đó chính là anh Hoàng Vĩnh, anh Tố Nghè, anh Thanh Tường, chị Ánh Nguyệt và chị Thảo Hiền. Và thưa quý vị, chính năm anh chị này chính là những người đầu tiên đã hướng dẫn cho Quân Vĩnh Hiền, Quân Tập Tỉnh bước vào học viện và sinh hoạt cộng đồng NCA. Và bây giờ thì Quân muốn dành một lời tri ân rất lớn đối với người anh của mình, đó chính là anh Hoàng Vĩnh. Có lẽ là anh không nhớ kỷ niệm này đâu, nhưng mà ngày trước thì anh hay trêu Quân là con bé này nhão quá. Nhưng có một lần kia, khi mà Quân đang thực hành bài tập dựng bản tin, thì anh Vĩnh lại nói là chà, con Quân bây giờ khác quá ta. Anh Vĩnh không biết đâu, nhưng mà cái lần đó nó in sâu trong người của Quân. Và Quân cảm thấy mình có một niềm tin rất mạnh mẽ vào bản thân mình, và mình tin chắc là mình có thể làm được, đang đi chọn đúng con đường của mình. Chắc hẳn đây là một kỷ niệm khó quên của Quân. Chính xác là như vậy đó Kim Anh. Để tiếp nối và phát triển đội ngũ trợ giảng, thì học viện ta đã có thêm 3 gương mặt trợ giảng mới. Đó chính là chị Thanh Tuyền, anh Hải Âm và chị Diễm My. Và đây cũng chính là mục tiêu mà Kim Anh cũng như là tất cả các bạn học viên trong học viện chúng ta đang cố gắng phấn đấu để vươn đến. Quân và các bạn có biết không, thật ra thì việc hình thành đội ngũ trợ giảng là nằm ngoài dự tính ban đầu của học viện. Lúc này học viện chúng ta đang trong giai đoạn mới thành lập nên còn gặp rất là nhiều khó khăn. Việc phải trả thêm chi phí cho các anh chị trợ giảng là không thể. Thế nhưng mà chị vẫn đồng ý và làm việc hết sức mình với vai trò này mà không nhận bất cứ khoản chi phí nào. Vâng, mình nói đến đây thì Quân lại có một kỷ niệm muốn chia sẻ cùng cả nhà. Đó chính là có một lần kia khi mà chị thầy Hoài Hương họp tất cả đội ngũ trợ giảng lại và có chia sẻ thẳng thắn với nhau là cuộc đời chị ai cũng có thể nợ chị cả, nhưng chị thì không muốn nợ bất cứ ai. Cho nên là nếu như công việc rất nặng như vậy mà không có một khoản chi phí phù hợp với các bạn thì các bạn cũng có thể dừng lại và chị không hề trách cứ hay buồn bã gì cả. Nhưng rồi Kim Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Chắc chắn các anh chị sẽ trả lời là không. Chính xác là như vậy đó Kim Anh à. Mọi người đều dạ không. Và sau đó thì chúng ta đã nhìn thấy rồi đó, chúng ta đã có một đội ngũ trợ giảng hết sức xuất sắc và rất nhiệt tình với học viên của mình. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị khán giả ngồi ở bên dưới sẽ có ý nghĩ rằng Kim Anh giọng đâu có tốt đâu, Kim Anh giọng đâu có hay đâu. Đó là bởi vì quý vị khán giả chưa từng nghe giọng của Kim Anh. Và Kim Anh tin chắc rằng nếu như quý vị khán giả đã nghe giọng của Kim Anh cách đây 3 tháng thì còn tệ hơn rất nhiều. Nên ngày hôm nay Kim Anh xin phép quý vị khán giả hãy cho phép Kim Anh được tự hào về bản thân của mình với sự thay đổi này. Có thể Kim Anh không giỏi hơn bất cứ ai, nhưng Kim Anh ngày hôm nay đã giỏi hơn rất nhiều. Vâng, và ngày hôm nay thì Thục Quân và Kim Anh đều rất tự hào về bản thân mình, đúng không? Đúng rồi đó Quân. Và Kim Anh cũng sẽ xin hứa là sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, hoàn thiện giọng nói mình hơn để có thể tốt hơn trong những khóa học tiếp theo tại Học viện MC Academy. Vâng, và ngay bây giờ, ngay tại sân khấu này đây, Thục Quân và Kim Anh mong muốn được nhắn gửi đến các trợ giảng của mình một câu nói. Đó chính là